Rồi sáng nay cập nhật clip một cây mai chứng thủy nha anh chị. Đó thì đi quay bò gặp cái mai chứng thủy, do không có cho chỗ trồng nên anh chủ nhà búp bụng mà bán nha anh chị. Đó cây mai chứng thủy này tuổi thọ hàng năm trên 50 năm anh chị ơi. Đó thì một cốt nha anh chị. Đó thì cây này có tầng dưới đáy là tầng dưới, là em vô cận cảnh cho anh chị tham khảo luôn. Một cốt nha, tầng dưới nè, một tầng nè, hai tầng nè, ba tầng nè anh chơi, bốn nè, năm tầng trên đỉnh đầu nè, một cốt đi lên nha anh chị. Đó nhánh cành là chỉ đều nha anh chị, bông cực kỳ đẹp luôn nha. Đó thì đang vô mùa mưa là đang phát triển chuẩn bị ra bông lại đó anh chị ơi, rất là đều nha anh chị, xanh tốt. Đó thì trồng trong cái trụ bánh xe máy cày đó anh chị ơi. Đó rất là đều nha anh chị. Đó tầng nào cũng đều y chang nha anh chị, tầng thứ nhất cũng như tầng thì trên nha anh chị, chỉ đều. Chiều cao của cây này tầm 4 mét nha anh chị, 3 mét mấy đó anh chị ơi. Đó quay tỉ cận cảnh tỉ mỉ cho anh chị tham khảo luôn. Gốc là một cốt nha anh chị, ốc bu ma nè, một cốt nè, tầng thứ nhất nè, tầng này tầng đáy nha. Đó cực kỳ tròn đẹp nha. Cốt thứ hai nè, uốn lượn đi lên nè. Thứ ba nè, thứ tư nè, thứ năm là chỉ đều để em đứng xa cho anh chị tham khảo luôn. Cực kỳ tròn đẹp nha anh chị. Cái này chủ nhà muốn đưa ra mức giá là 20 triệu nha anh chị, 20 triệu. Đó tầng thứ nhất nè, đi ngược xuống nè, quá đẹp anh chị ơi. Đó tầng thứ hai, thứ ba, uốn lượn xuống nè, thứ tư nè, thứ năm nè, tầng gốc nè, rễ là tỏ đều nha anh chị. Dịch gốc cho anh chị xem không, một gốc một cốt, không cắt ghép nha anh chị, cốt đi lên cực kỳ ấy luôn anh chị, mai trắng. Cây này là vô giá nha anh chị. Đó 1 2 3, em lấy đứng từ xa lấy hết khung cho anh chị coi một lần lại lần nữa. Đó cực kỳ quyết nha anh chị nè, nhánh nè, thân nhánh là từng nhánh là một thân đi lên nha anh chị. Đó mùa mưa tới là bông là chỗ trắng cây nha anh chị. Đó cây này tuổi đời nó trên 50 năm rồi anh chị ơi. Gốc là lớn lớn, gốc bì hoành cỡ 3-4 tấc hoành, cỡ 4 tấc hoành anh chị ơi. Đó gốc là cực kỳ lớn nha anh chị nè. Đó gan em 2 tấc rưỡi mà Hà là muốn 2 gan nha anh chị. Rồi anh chị nào có điều kiện thì nhanh tay gọi em liền. Còn cây nha anh chị, chậm tay là mất nha anh chị. Em linh về nhà luôn.